mày cầm văng của chị mà đúng không? Mày cầm văng của chị mà đúng không? Ê, tao thấy tao để tóc ngắn mà tao đẹp mặc áo dài vẫn đẹp nha cơ trông. Tao thấy tao để tóc ngắn mặc áo dài vẫn đẹp. Honey. Chín ai ta? Chín ai ta? Chín ai ta? Già ghê. Uống rượu cho lạnh. Thấy không, cái thêm này đẹp không? Thêm này đẹp không? Ông ơi, áo dài Việt Nam, áo dài. Very beautiful. Oh, năm mươi tuổi vẫn ngon đấy, vẫn cường tráng, vặn vỡ, vặn vỡ. Tưởng vợ vợ để tao đổi lại chỗ mày, tao nhân tao vui mỏ. Ờ, thế con gì nhỉ? Con gì đâu? Con gì? Con thương đâu? Em đang bên Nhật chị Thủy. Em đang bên Nhật. Bên ban tổ chức chương trình thì mời đi ăn trưa để tạm biệt về Việt Nam. Mà trong ban tổ chức có một anh rất cường tráng lệ. Cường tráng lệ yếu ha. Can xoay. Nét này. Ông biết tiếng, ông biết tiếng Trung Quốc. Không hiểu lắm. My friend, many many. Only only. No no no. Only you. Only you. 他的朋友都挺高，都是高的。1.74。các bạn chị toàn 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, nữ. 1.84, 1.85, 1.86. Có một bạn Á hậu khoa học Việt Nam vừa rồi là 1.85. Vừa đấy, vừa nghiêng đấy. Châu bảo là em là vừa mới. Ừ. Con trai rất lạc đó. Con trai rất lạc đó. Em sang Nhật nhưng mà em đi tham quan một số cái chỗ ngoài đường đó. Em thích chụp hình áo dài nên em mặc áo dài. Tóc ngắn mặc áo dài vẫn đẹp đúng không chị? Tóc ngắn mặc áo dài vẫn đẹp đúng không? Đồng hồ này em bán. Mặc áo dài vẫn đẹp. Được sống rồi. Rượu là được sống rồi. À, xin ok. Không có gì vậy bà? Người ta chịu uống gì chịu nghiệp.
Cái gì ạ? Em có bán như chị 3050 super như chị 3.050.000 đồng hồ 3.050.000 chị. Yeah. I don't like this. Ê, vừa nãy Châu em bảo chị đeo kính đen, chị thấy đeo kính đen rất hợp với cái áo dài này. Mày ơi, tôi đeo lại. Mày đưa tôi đeo lại. Nhưng mà đẹp ha. Nhưng mà công nhận là đeo màu đen đẹp ha. Đấy, cái ăn đấy đấy chị. Màu đen hợp. Bình thường tôi mang cái áo dạng kính màu trắng, nhưng mà tôi thấy là đeo màu trắng tôi thấy tôi không đẹp bằng đeo màu đen, giống bi la đen. Tôi đeo cái này vào thấy tôi là tôi liền. Mà cái mắt tròn thì nó cổ điển mấy mẹ ơi. Người ta rót cái ly rượu vô. Người ta rót cái ly rượu vô mà tôi ngồi chờ nãy giờ. Có ship Hải Dương chị, ship toàn quốc chị này. Ship toàn quốc chị. Chị nhắn tin vào quay đang livestream giùm em. Các chị thấy công nhận là em để tóc ngắn đẹp không? Chứ đâu phải chỉ là tóc dài mà áo dài mới đẹp. Bán luôn. Cái gì? Hôm nay có cơ hội là mọi người đấy. Thực ra là mọi người nào cũng muốn chăm sóc mọi người. Mày có công việc mà bọn em chương trình tổ chức mà phải chịu. May là chị cũng có một bầy em ở đây đưa chị đi chơi chứ không chị buồn hết chó cắn. Yes, yes, yes. Chị Tuấn Anh ơi, chị kiểm tra tin nhắn. Kính á? 650 cành. Kính 650.000. Rượu mơ Nhật, ok. Rượu mơ Nhật ngon. Say đi. Uống sao đến 3 giờ quay hình giảm người ta đó mấy mẹ. Mấy mẹ uống sao, mấy mẹ uống 3 giờ quay hình giảm người ta. Con gái cũng lứa trong nhà ha. Nói chung là chỉ cần hai vào quay thôi. Đúng rồi, chỉ cần em quay thôi mà. Thế ai chụp hình? Bí Hưng chụp hình chứ. Hưng nó uống nó chụp hình được mà. Nó chuyên nghiệp. Chỉ cần em quay thôi. Thôi mình viên sư Nhật, Nhật Bản liệu. Các bạn là mọi người quen đồ ăn Nhật không? Có. Hàng ngày, ăn hàng ngày với Việt Nam. Tuần phải hai buổi. Ăn rất khỏe. Việt Nam có điều gì mà ngon chứ? Ngon. 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 Chị đang nói đồ ăn Nhật ngon. Chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết, chị check inbox giùm em nha. Em có nhắn tin chị rồi. À, em bảo ông ý khi nào ông về Sài Gòn, chị sẽ mời ông ấy đến quán của chị ăn bún đậu mắm tôm. My restaurant, bún đậu mắm tôm, the best Vietnam food.
Hồ Chí Minh, anh là bé đi lên xăm, đang giới thiệu bún đậu mắm tôm my restaurant. Tao nghĩ rằng mỗi nước một vợ. Có lập thiếp không? Đi châu mất nét. Đi châu đi làm vợ người ta các bác ơi. Ấy. Nguyệt Thảo Mai đang đi Thảo Mai. Thảo Mai cho sang Hàn đấy. Bảo là tôi là ở Việt Nam. Bảo tôi là đang ế ông người yêu. Em đang sợ ế đây này. Bảo uống rượu được không? Thèm quá. Bình thường người ta uống bao nhiêu? Tôi biết tôi nữ tính nào? Ôi anh ấy thật là sột choang, mạnh mẽ. Superman một vai luôn. Rồi, rượu mơ này nó có đá. Cái gì ông ở gì mình? Ông mới khen mình uống rượu giỏi. Bạn nào tiếng Nhật nói cho mình biết phải nói thế nào để cho ông biết là mình uống hàng ngày. Ông khen mình uống rượu giỏi. Ê ê, ông khen tôi uống rượu giỏi mày sẽ nói. Mày nói ta là uống hàng ngày đi. Hôm nay chị. Oh, my friend, drink beer. Chị nhớ chị dịch giỏi không? Quá giỏi. You go Việt Nam, Ho Chi Minh City, I'm take care of you every day, every time. Every time. Yo yo. Every day, every time. Every day, every time. Every day, every time. Every day, every time. Every day, every quan chi chăm cơ đó phải thắc cái gì đi. Đấy. Vũ to. Vũ to. Đầm to, đầm to. Sung. Ở đây có sung tạng, sung tạng. Sung tạng. Sung tạng. Đấy, sung tạng. Hello chị Trang trong cương ở Nhu. Thì tóm lại, à tí nữa chị phải check cái tin nhắn của em Hôn Cang, quên. Chị cầm em ra kìa. Mọi người biết năng lượng xì dầu không? Bây giờ lại mình đây như thế nào? Dạ. Có mà gì? Yes. Sweet. Yes. 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 Lúc ý là không cần em sang luôn nha. Em không cần sang, em chỉ ở Việt, ở bên Nhật. Và em nói chuyện Zalo chị là ông thích size gì? Size da trắng hay là nó như thế nào? Thích vui gì? Gu gì? Chị thích cái. Ăn nhậu thì ăn cái gì? Răng ta, thích răng ta.
chào chị Dương Huyền. Dĩ nhiên bởi vì những chỗ đấy là nói tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Hàn Quốc thoải mái. Professional. Xin lỗi, xin lỗi về lá này. Thì ăn về cả lá, cũng như là từ cô, lá tim này. Ồ, bà, ồ, bà, ồ, bà. Ừ, giờ hỏi nó khóc ấu không? Rồi trong xí có hẳn chị bán được đặt. Wow, lắm rồi. Ôi, ngay xong. Nhìn đảo xuống như vậy, như người có gì? Nên gờ, thế nào hay rồi nhóm? Đang bảo là, thế nào mình có, đang bảo là có gì? Có đây đang ngồi trước mặt đây này, có chị nhiều mà đẹp lắm, rất đẹp. Ê, mày sập chị, mày sập chị Lâm Khánh Chi đẹp của đái của mình nha. Hương Giang được gọi là vấn gì mày cứ sập Hương Giang. Bảo đi. Có mấy gì nữa ta, có mấy gì mới chuyện với Hương Lương Mỹ Kỳ. Không, Lương Mỹ Kỳ. Đỗ Thị Hà, Đỗ Hà. Đỗ Hà. Yên tâm, lạc không đó nha. Ở Việt Nam là mấy cô chuyển giới rất là xinh đẹp và dịu dàng, dễ thương, giỏi giang. Ở chiếc vẻ của em hiệp kìa. Không phải, không có mấy. Đỗ Nhật Hà. Đỗ Nhật Hà. Xinh à? Có mấy chuyện giới á. Xinh lắm. Ý gì cái thiệt luôn. Đó là chuyện đó là chứ. Hiện tại lý sao như thế nào? Cái này là cái gì? Không biết. Không biết. Hiện tại là gì? Không biết. 你能不能给？给，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 给
跟他说我们吃完饭去东京，以后他们去东京找我。Hello. Anh này thì anh ấy ăn trưa xong okay. Rồi anh ấy sẽ về Tokyo. Tokyo. Anh... Wow. Đó, thăm mình hôm sau thì lại cảm ơn chị Lan Linh. Tokyo. Welcome to Tokyo. Oh, Tokyo. You take care of me. Yeah, I go Tokyo, you take care of me. Tokyo. Okay. 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 Ông cười chị uống nhiều à? Rất là vui, rất là hy vọng chị đến Tokyo có dịp là cùng với... Đợi mua đá đỏ đi. Mua đá đỏ nhá. Ừ. Khủng dê rồi xuống rồi. Chị. Tháng 11 đi. Ok, tháng 11 được. Rảnh mà có làm gì đâu. Nhưng mà phải dẫn nhậu, nhưng phải bảo là phải gặp chị để nhậu. Công chuyện chị. Công chuyện ít ít thôi. No problem. No problem. No problem. Anh này thích lắm. Chị thích nhậu em hiểu không? Japanese whiskey. Whiskey ok. Mày nói ông ý. Uống gì chị uống được, miễn là cồn. Hưng đừng chai chơi chị. Đưa đây. 对，我顺便就给他送去了。你也一起打车是吗？对。那么那个，你给我打车，我行动中。
新上男孩，上个。Đang ở Nhật Bản em ạ. Mình đang ở Nhật Bản các bạn. Ăn. Đi mua chị gái của em mà. Em với chị gái em. Chị gái của em mặc áo dài đẹp không? Đây. Ngâm đá. Ngâm vào trong. Trời ơi, cái thằng này. Không biết là để chỗ nào nhưng mà nó tiện á. Japanese wine. Japanese wine. Bạn tờ liên hệ với em chỉ có thể liên hệ nhưng mà lúc đấy lúc đấy chị ở trên xe anh ấy đấy không gọi được thương đúng chưa, mà anh ấy nếu không biết thương thì làm sao mà anh ấy lại gọi cái chai rượu to này rồi cả nhà. Ê, thà này cái đó hoa mình chỉ điểm nhau sổ hả, tùy sự đó hoa mình có thể được uống rượu là vui rồi. Ý sao nên nhiều đâu ra. Em sẽ Châu ơi mày uống được, đừng giả vờ đấy Châu. Cheers. Kể á, không có gì, có gì hả? Ăn hết mẹ rồi cho rồi. Yo. Mày uống đi. Tao đã hết ly từ đấy rồi. Ok, ok. Rồi rồi. Thôi mình uống ngay đi. Uống ngay đi. Yeah. Ê, Châu ơi, uống ngay đi. Ok. Em cầm cái ly này, em sắp uống rượu. Water. Water. Trời, lúc nhậu là tao tự dưng tiếng Anh tao bắn ra ghê. Anh này anh uống hết rồi, từ cái uống nửa thì mới biết uống nửa các bạn. Mình hay nhỡ mồm uống hết. Uống được hết mà người ta uống một nửa. Mình phải nữ tính. Xong chương trình đấy rồi thì chị lại quay lại luôn. À, bà không quay hình à? Lúc mà chị về cùng với chị Hương nhá. Tại vì là chị Hương sẽ tối đi ăn cùng với mọi người luôn. Nên là hồi về, bây giờ em cũng chắc xe bây giờ đến mặt. Thế à? Ê, tao để ý nha, mọi người mới để ý nha. Con Trinh rất là xinh. Mày rất là xinh. Ừ không, xinh. Mọi hôm mày đeo giọt mõm sao nhìn. Hôm nay mày thấy mày xinh. Xinh ra mặt đẹp nữa. Cái đường nét. Cái nét này. Bố em thích Việt Trinh đấy. Nên là bố em mới đặt tên cho em tên là Việt Trinh đấy. Rồi, mừng biết đi nè. Nãy giờ mày chưa uống gì chưa? Beautiful. Fay beautiful. Fay beautiful. Fight my fight the man. Mày cứ bảo là tao lady boy đi, bảo tao chuyển giới đi cho ông sợ chết đi. Lady boy. Lady boy. Lady boy. Lady boy. Lady boy. Chưa có gì mà đi thẳng vấn đề quá nhỉ. Tao có nói gì đâu, đi thẳng vấn đề. Không, không, không chịu.
chịu không, không chịu không, sẽ là chị hoa mà không chịu không. Chị hoa thì là một con người cái phòng đấy rồi, có người có tôi sẽ mua rượu ngon. Đó, trên đường đi trên đường hút nhiều lắm. Nhưng mà một lady boy, ông sợ chết khiếp, sợ chết khiếp. New, new. Đáng lẽ ra chúng mình phải đi theo chị Nguyệt. Chị Nguyệt Thảo Mai đang ngồi đây. Tất cả chuyện chị Nguyệt. Em đã làm gì có người yêu? Em còn đang sợ ế thế này. Em đã làm gì có người yêu? Em còn đang sợ ế thế này. Nhưng mà chị có biết chị đi nhiều ở các nước ấy, châu Á mình cái đồ gọi là đồ truyền thống rất là đẹp. Từ kimono đến hanbok hay là sườn xám của Trung Quốc rất đẹp. Ví dụ như mình sang bên Lào ấy, cái đồ của người Lào cũng rất đẹp. Đúng rồi, đẹp. Công nhận là đồ châu Á mình đẹp. Ê, Châu, khi nào mình tổ chức đi Chiang Mai đi. Chị thích đi Chiang Mai. Thái Lan. Đi, tháng 10 đi. Đông đi. Thái Lan. Không, đi Thái Lan. Có nghe chị chưa được đi Chiang Mai. Thái Lan chị đi mấy chục lần rồi mà chị chưa đi Chiang Mai. Nên chị đang muốn lập team. Đi, đi, phải lập một team. Đúng rồi, là Bắc, mình đi Bắc Thái Lan, nó sẽ mát hơn một xíu. Ví dụ bay thẳng Sài Gòn trong ngày. Bây giờ chỉ có lập team đi nhậu, đi chơi, không làm gì. Ê, thế Châu. Em lập không? Em thế nào? Đi, đi Bangkok đi Hoài trắng lắm. Mình có thiếu gì đâu. Có thể là làm cái tế bào gốc, tiêm cái tế bào gốc. Oh my god. I want young 20 old. 22. Hiểu chưa? Tế bào gốc và tiêm cho mắt. Anh Hưng là tiêm chùm á. Anh Hưng là một lần đi Mỹ thì đi tiêm không phải tất cả các sao trên toàn thế giới đều phải tiêm tế bào gốc, toàn thế giới luôn, kể cả Việt Nam, các ngôi sao Việt Nam cũng tiêm tế bào gốc hết. Tại vì chị đã đi Hàn Quốc cái đấy 4 năm, chị đã nghiên cứu về cái đấy rồi. Chị chưa tiêm bởi vì là chị tiêm hai đọa, chị mà chị tiêm đọa đọa mình ấy, đọa là dày vò thân xác mình ấy. Hiểu. Tôi có những hàng ngày rồi. À, bên Hàn Quốc là cũng rất là phát triển cái đấy luôn. Em nói ông ý đi, thì sao ông cũng mời chị buồn có chị thèm nhậu mà ông không mời chị. uống một mình không có mời. Không, ông cứ cho lên mồm rồi chị sẽ biết tức. My friend, you take care of me in Japan.
After you come back Vietnam in Ho Chi Minh City, I'm take care of you, okay la. I just came back. Yes, I see. No, you know. Okay, all right. I'm Ho Chi Minh City. The best. The best Vietnam. My friend drink beer. Đấy phải có cạn nhựa có bao nhiêu không? Đi mới có bánh bèo không uống ít gì buồn quá. Karaoke á. The best karaoke. Karaoke. Anh là Linh đa tình. Ê, này tao quá này nha, tao quá này nha. Em nói chị hát hát. Wow. Chị à? Chị à? Ở Việt Nam chị hát karaoke cả tuần. Chị chị hả? Yes. Tao ồn nào. You and me karaoke in Vietnam. I'm thích cái you. Tao sống quen. Mà yên tâm đến Việt Nam karaoke tao bao sầu. Cỡ nào cũng được cái hàm nhạc karaoke, cỡ gì cũng chỉ chơi. Đi thay đồ rồi lỏ không đỏ mà đúng rồi. À không chị, áo của Châu là nó biết cái body của em. Không chị, chị yên tâm. Có bắn thì về Châu may bộ khác, cái gì đâu nhà có tiền mà lo gì. Không, cứ chụp đi, thằng kia về Photoshop là xóa. Là tụi nó được gì nữa chứ. Ok. Bà, ba bà. Baby. 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 Honey chứ. Honey. Honey. My friend. My friend, honey. My friend, honey, daddy. Yes. Ông không hiểu. Ông này nhà ông đưa mày không? Hết rồi. Ông biết anh bao nhiêu không? Một cái ông này. Thì ông nói anh hỏi lại là hỏi thế từ Friend. My friend is Tokyo. English. Ông ở trên Tokyo à? Chị Đông Kinh à? Tokyo. Mày cứ nói ông ý tao là chung ăn chơi ở Sài Gòn. Ấy mà. Thật sự gì chứ ăn chơi với cả gái gú đây the best. Ăn thử, ăn chay. Cái này món gì? Cái này ngon này. Healthy. Cái đó rất đẹp, tốt cho body. Nhậu à? Cái này lấy bằng gì? Măng. Măng. Chào các mẹ nha, tôi nhắn tin cho đám em tôi từ trên Kobe đi lên đây đi chơi. Nhắn tin, bye bye cả nhà.